Hello, my friend, and welcome to the game The Descent, my friend. Sự đi xuống. Sự đẩy xuống. Ngày mùng 1 tháng 12 năm 1362, my friend. Hai tuần trước, thị trấn của Rungrat thì đã bắt đầu bị chìm xuống bên dưới của những làn sóng của đại dương phía Bắc. Một cái lời nguyền đã được giáng xuống cái thị trấn này. Ok, bởi tội ác của những con người nơi đây. Có những cái âm thanh cầu nguyện đã được nghe thấy ở thị trấn, trong một cái hầm ngục, my friend, nơi mà những cái mục sư đã được nhìn thấy. Sao cái dụ này quen quen đó nhỉ? Rất nhiều người tin rằng chính cái sự hy sinh của ông ấy đã tạo ra cái lời nguyền cho cái thị trấn này, my friend. Lãnh chúa Marcellus đã ra lệnh cho những người trong thị trấn đi xuống đó và diệt trừ con ác quỷ này. Ủa, cái dụ này nghe quen không, my friend? Cách đây không lâu mình cũng bị đầy xuống một cái hang nào đó, một chính xác là một cái hầm ngục nào đó, một cái đền thờ nào đó, hay là déjà vu, có thể là déjà vu. Từng người một đi xuống cái trong cái ngay cả cái tóm tắt cũng y chang luôn, mà từng người một đi xuống cái hang gọi là sâu thẳm và đen tối này, nhưng mà không ai quay trở lại. Và bây giờ theo lời lệnh chúa đến lượt mình, đúng không? Biết ngay mà, it is your turn, nghe my friend. Để đến lượt mình để đi xuống cái hang gọi là sâu thẳm và đen tối này, my friend. Jesus, đây là cùng một game mà. Cũng là cái bọn quỳ lạy mình nè. Bọn này có nói cái câu chúc may mắn gì không biết. Cái gì? Nó hỏi là mình có muốn nhìn gần hơn, bấm nút F để nhìn gần hơn à. Chế. Nếu mà nó bảo chúc mình may mắn thì không cần đâu, my friend. 30 năm kinh nghiệm cần deck gì may mắn. Hãy diệt trừ con ác quỷ đó cho chúng ta hả? Chúc may mắn vậy. Thôi không cần, my friend, 30 năm kinh nghiệm cần deck gì. Nhưng mà cái đây là cái giếng. Mấy đứa làm rồi, đây là cái giếng chứ không phải là cái... Jesus, sao tối quá vậy? Không thấy gì hết. Yes. Bấm E để bật lồng đèn lên à. Ok, my friend. Mình khá chắc chắn là... Ủa? Giống lắm nhưng không phải đâu, my friend. Đường bên phải là đường em đi. Giống mà chứ không phải đâu. Game hôm bữa là The Cryptid Case, có nghĩa là vụ án liên quan đến cái gì đó. Nếu bạn nhìn thấy bàn tay này, bấm chuột trái để tương tác. Còn cái này là The Descent, my friend. Nó khác nhau. Khóa cửa mất rồi. Đường bên phải không phải là đường đúng rồi. Khác nhau cái tên thôi chứ cái nội dung thì mình thấy không khác nhau là mấy, my friend. Ôi, hay làm đồ đấy. Thank you. Có thể là họ hai nhà phát hành game cùng dựa vào một cái câu chuyện, một cái tiểu thuyết hay là một cái bộ phim nào đó để họ lấy cảm hứng làm ra con game này, my friend. Mình chắc chắn là như vậy luôn. Chứ cái nội dung với lại cái hầm này giống nhau quá. Thấy không? Được đấy. Được rồi, đi theo mình nhé. Từng người một. Nhưng không ai quay trở lại. Oh my god, sao con ma nó giống con ma hôm bữa quá vậy? À quên, cùng một câu chuyện mà, mấy friend. Cùng một cảm hứng mà, cùng một bộ phim, cùng một tiểu thuyết. Bây giờ mấy friend nghĩ sao? Cùng một lãnh chúa, mấy friend, cùng một đám người quỳ lạy mình, cùng một cái hang, cùng một cái giếng, không lẽ khác con quái vật. Như thế thì nó kỳ quá. Tiếp tục qua bên phải nha mấy friend. Hello. Lần này có người xuống này với mình, my friend. Hoặc không bữa có người xuống nhưng mà mình nhìn thấy. Nay vô tình mình tìm thấy, my friend. Oh no. Help, giúp với hả? Bỏ đi anh bạn, không có bỏ qua đi anh bạn. Ủa mà sao này có cái đường vào đây đâu anh bạn. Hello. Thì mình bấm chuột trái giúp anh, my friend. Anh thăng thiên rồi, về với ông bà rồi. Ôi, mình mạnh quá, my friend, mình mạnh quá. Chỉ một cái chỉ của mình thôi mà anh. Tí nữa là mình chỉ với con ma thử vắt này. Con muỗi này. Con muỗi thứ hai này. Sau nhà mình này lắm muỗi biết. Đấy. Chỉ gì đấy? Mình có sức mạnh một chỉ là nổ bánh xác đấy. Cẩn thận mình đấy.
coi làm sao làm mày friend, mình chỉ phát là chết đấy. À, quên 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 lại đây mình chỉ phát nào. Bạn đâu rồi? Ra mình phải chọt vào mồm nữa mày friend. Chọt vào mông nữa. Bữa mình chui vào cái hang như thế này phải. Xong rồi mình ba chấm thì phải. Nhưng mà bây giờ mình khác rồi, bây giờ mình có sự chuẩn bị rồi mày friend. Bây giờ mình có sức mạnh rồi. Bữa mình thiếu sức mạnh. Mình không còn thời gian cho đến khi cái đèn này nó hết dầu. Mình cần phải tìm đường ra. Ủa? Lãnh chúa kêu diệt trừ ác quỷ mà chưa làm mà. Ô hôm bữa có cái này nè. What the fuck? Sao bọn nó bò được lên hay vậy? Cửa đã khóa mày friend. Trong này có chìa khóa không? No. Ừ? Làm gì mấy đứa? Giống như bọn nó không muốn cho cái gì ở trong nó chui ra thì vậy. Máu nhiều quá vậy? Chị chó. Nice, cảm ơn mấy đứa nha. Mình biết mà, mình nhìn cái màu là mình biết. Tự nhiên để cái chìa khóa ngay cái đường thẳng như vậy. Nhưng mà hey, sau này mình đi mình chạy làm gì, mình về lại sử dụng sức mạnh một chỉ của mình chứ. Mà thôi hôm nay mình cảm thấy mình đang rất là yêu đời my friend. Đang rất là rộng lượng nên mình tha cho nó đấy. Phải ngày hôm khác nó chết rồi. Lãnh chúa kẻ cha cành chúa my friend, lãnh chúa muốn trừ tà xuống đây tự tự trà đi. Nhưng mà không biết là hai nhà phát hành game này nó dựa vào cuốn truyện hay là bộ phim gì ấy nhỉ? Chắc mình phải đi coi thử mới được. Giống nhau mà friend. Khác nhau đây là khác nhau cái sự lựa chọn đường đi của mình thôi. Hôm bữa nó cũng nhiều đường lắm. Nhưng mà mình chọn ngay con đường ngắn nhất để đến cái chết. Hết đường rồi. Hết đường rồi nhưng mà nghe cái tiếng gì lạ lắm. Có tiếng gì phía sau á. Ai mở cửa ra đấy? Leo. Ê anh bạn, người cùng shit, đang định giới thiệu người cùng làng thì anh bị ăn thịt rồi. Tưởng anh ném cho mình cái chìa khóa để mình đi tiếp chứ. Giờ sao? Ở đây rồi. Vậy là anh có ném mà mình không thấy ấy. Mình sắp đứt rồi mấy friend ạ. 99% mình dự cảm là sẽ đứt. 1% mình dự cảm là sẽ tiêu diệt được nó bằng đòn một chỉ. Hello. Sao vậy? Hết dầu rồi. God damn it. Mấy fan cho mình ít dầu coi. Cho 500 tiền dầu coi. Không thấy gì hết. Oh yes. Cảm ơn mấy fan nha. Xin phát cho liền mấy fan tốt thật đấy. Sao mình cứ đi xuống như vậy? Tiếng đập cửa hết hồn. What the fuck? Nó bảo mình bấm me kìa mấy friend. Bấm me là tắt đèn đấy. Hu. Ngạc nhiên không, ngạc nhiên không. Cái xác ở đâu rồi? Đoán xem. Mình ăn rồi đấy. Chứ không tự dưng nó biến mất được. Nó mới nằm đây mấy friend, trong phòng những mình với nó. Mình thì đang đói nè. Trong lúc tắt đèn tự dưng nó biến mất. Mấy friend phải biết suy luận chứ. What the fuck? Đúng lúc mình đang tắt đèn my friend. Đúng lúc mình đi vào cửa tắt đèn này chứ. Tiếc nhỉ my friend, được thấy mặt con ma tiếc nhỉ. Yên tâm đi my friend, kiểu gì mình thấy mặt nó thôi. Sớm rồi my friend. Gần rồi. Cái tiếng sập cửa hai lần là mình giật mình rồi đó. Mà toàn đi xuống không thấy đi lên thế này thì làm sao mà sống được. Xuân này mình không về rồi.
Ok. Hết đường đi đi nha mấy friend. Chỗ này quen quen. Chỗ này là chỗ mình chết này. Mình linh cảm được mấy friend. Người ta nói là khi người ta sắp chết, người ta được linh cảm được nhiều thứ kỳ diệu lắm. Mình linh cảm là mình sắp trúng Việt Lot và sắp chết. Biết là cái nào đúng biết. Hy vọng là cả hai đều đúng. Mình biết ngay mà. Vậy là đúng rồi my friend, để mai đi mua Vietlott cái này, mai trúng cái số rồi. Linh cảm mình hay quá. Muỗi mất nết này, mình đã bị sốt xuất huyết, giờ nó có cắn đâu bị được nữa đâu. Miễn nhiễm rồi my friend. Hết game rồi chưa? Hết game rồi chứ? Nhà phát hành game không có thank you gì hết, không có roll credit, không có nói mình là tên là gì hết. Nhưng mà mình chưa bỏ cuộc, game chưa tự thoát là mình chưa bỏ cuộc. Không mà mình đoán là chắc chết rồi đó. Hết game rồi đó. Ok, nhà phát hành game không cảm ơn mình vì đã chơi nhưng mà mình vẫn cảm ơn mấy fan vì mấy fan đã xem. Ok. Đó là game The Descent my friend. Sự đi xuống. Chúc mấy fan một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại my friend. Goodbye and